Cầu thủ U22 Việt Nam chảy máu cam ở buổi tập trưa, có người thở không ra hơi. U22 Việt Nam có buổi tập dưới nắng sau ngày thi đấu nội bộ, nhiều cầu thủ thở không ra hơi khi phải thực hiện giáo án thể lực của huấn luyện viên Park Hang-seo sáng 22 tháng 8. U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập sau trận đấu nội bộ diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 8 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ở trận đấu nội bộ hôm qua. Điều huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm nhất không phải là tỷ số mà là sự thể hiện của các học trò khi được xếp chơi ở các vị trí trong sơ đồ chiến thuật với lực lượng 47 cầu thủ trong đó có 5 thủ môn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm do một ban huấn luyện riêng phụ trách, do các cầu thủ chưa đạt được nền tảng thể lực tốt nhất, nên để tránh quá tải có thể dẫn chấn thương, mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong 60 phút chia đều cho hai hiệp, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành sự ưu tiên cho những gương mặt mới, đó là lý do thủ môn Văn Toàn không tham gia buổi đấu tập. Hay như Quang Nho chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, sau trận đấu tập nội bộ này, các cầu thủ U22 Việt Nam có buổi tập hồi phục trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay, thời tiết nắng nóng khiến nhiều cầu thủ bị thấm mệt sau những bài tập thể lực của huấn luyện viên Park Hang-seo, đáng chú ý. Trong lúc tập đã có cầu thủ phải cần đến sự trợ giúp của các bác sĩ, đó là trường hợp của đoàn thanh trường, Nam Định, cầu thủ này đã bị chảy máu cam, do quá nắng nên U22 Việt Nam phải kết thúc buổi tập sớm hơn so với dự định là 30 phút, theo kế hoạch. U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện và còn hai trận thi đấu nội bộ trước khi kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.